Cập nhật tình hình dịch COVID-19 ngày 27 tháng 2. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính. Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng cao ở các quốc gia ngoài Trung Quốc. Hàn Quốc có gần 1.300 ca nhiễm, chính phủ huy động mọi nguồn lực chống dịch. Nhiều quốc gia có ca nhiễm đầu tiên. Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19. Tính đến ngày 27 tháng 2, số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tăng chủ yếu ở các quốc gia ngoài Trung Quốc. Đã có 48 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các trường hợp mắc và tử vong do COVID-19. Theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến 7 giờ ngày 27 tháng 2, thế giới có 81.382 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona COVID-19, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 78.066 ca. Tổng số trường hợp tử vong trên thế giới là 2.772 ca, trong đó có 2.715 ca tử vong là ở Trung Quốc đại lục. Hàn Quốc có gần 1.300 ca nhiễm, chính phủ huy động mọi nguồn lực chống dịch. Trong ngày hôm qua, 26 tháng 2, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 284 ca, nhiều nhất kể từ khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc. Tính đến 6 giờ ngày 27 tháng 2, Hàn Quốc ghi nhận ít nhất 12 ca tử vong vì COVID-19. Từ 51 ca nhiễm cách đây một tuần, số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc liên tục tăng mạnh và nước này hiện trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc đại lục. Số ca nhiễm virus corona chủng mới COVID-19 ở Hàn Quốc được dự báo sẽ còn tăng mạnh trong những ngày tới khi giới chức y tế hoàn tất việc xét nghiệm cho khoảng 212.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa. Trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Hàn Quốc, có ít nhất 16 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ các vùng dịch của Hàn Quốc, cũng như những người từng đi qua các nơi này gần đây. Nhiều quốc gia có ca nhiễm đầu tiên. Georgia, Romania, Na Uy có các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên. Ca nhiễm số 1 tại Romania là người từng tiếp xúc với một người Ý từng đến Romania hồi đầu tháng này, trong khi ca tại Na Uy là một người trở về từ nước đang là điểm nóng của dịch Trung Quốc. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 26 tháng 2 cho biết, hiện số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở các nước trên thế giới nhiều hơn tại Trung Quốc đại lục, đánh dấu sự biến đổi của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Khánh Hòa là tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19. Ngày 26 tháng 2, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên có quyết định về việc công bố hết dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quyết định đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 26 tháng 2, 2020. Trước đó, ngày 1 tháng 2, Khánh Hòa ghi nhận ca mắc COVID-19 đầu tiên của tỉnh là lễ tân của một khách sạn có tiếp xúc với người nhiễm COVID-19. Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các văn bản hướng dẫn luật này, trên cơ sở công bố tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng liên quan đến bệnh truyền nhiễm do chủng mới của COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 31 tháng 1 và theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19, Bộ Y tế công bố dịch bệnh truyền nhiễm tại tỉnh Khánh Hòa. Thời gian xảy ra dịch ngày 31 tháng 1 năm 2020 là thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19.